Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi thực hiện một thử thách làm tiền đạo của thủ môn Guzman. Thay vì làm thủ môn như mọi khi, hôm nay thì Guzman sẽ là người được đưa lên đá tiền đạo thay cho Harry Kane. Và chúng ta cùng đi tìm đối thủ để thực hiện thử thách làm thủ môn đối với Guzman. Đây là đối thủ của chúng ta để thực hiện thử thách làm thủ môn hôm nay của Guzman, đó là một team rất mạnh đến từ nước ngoài. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ của Cá Voi Gaming bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục là áo đỏ quân xanh. Còn đội bạn thì bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với trang phục là áo tím và quần màu vàng. Bóng đang trong chân của Guzman, đường truyền dành đến cho Lionel Messi. Một pha xử lý của Cá Voi Gaming ở trận đấu ngày hôm nay đang đạt đến độ chính xác cực kỳ cao. Và vừa rồi là bàn thắng mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến với Kylian Mbappe. Người đang có bóng đó là Mohamed Salah, đường truyền vào phía bên trong. Đây là Paul Pogba. Bóng đang trong chân của Guzman. Và liệu rằng Guzman sẽ làm gì ở tình huống này đây? Một pha chọc khe tương đối hay cho đà di chuyển của Neymar. Một pha chuyền bóng vào trong của Neymar là hơi mắc. Alisson Becker là người có bóng nào. Bóng đang trong chân của Kevin De Bruyne. Đây là Guzman, những pha xử lý tương đối bình tĩnh. Virgil van Dijk là người vừa cắt được quả bóng vừa rồi. Tiếp tục là một cơ hội. Joao Cancelo là người đã cắt bóng. Đây là Kevin De Bruyne. Pha xuống bóng cho đà di chuyển của đồng đội thì nhìn chưa thành công. Cơ hội tiếp theo để cho chúng ta có bàn. Erling Haaland có một pha xử lý hay. Và người chiến thắng vẫn đang là Erling Haaland. Như vậy thì tỷ số đã được cân bằng 1-1 dành đến cho đội bạn ở phút thứ 34 của trận đấu. Đang trong chân của Erling Haaland, một pha đi bóng tương đối tự tin của cầu thủ người Na Uy. Và tỷ số đã được nâng lên thành 2-1 cho các cầu thủ bên phía đội bạn. Người đang có bóng đó là Donnarumma. Đây là một đường truyền chưa thành công. Và bóng đang trong quyền kiểm soát của đội bóng bên phía Cá Voi Gaming. Người có pha chuyền bóng đó là Messi. Và Ivan Rakitic là người đã thực hiện thành công pha xử lý vừa rồi. Tiếp theo đó là cú dứt điểm tương đối đáng tiếc của Kevin De Bruyne. Một phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu. Xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai để tiếp tục thực hiện thử thách làm tiền đạo hôm nay của siêu thủ môn Guzman. Và trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân cho nhau. Người đang có bóng đó là Paul Pogba. Một đường chuyền chọc khe dành đến cho đồng đội. Bóng đang trong chân của Alisson Becker và phát bóng là tương đối mạnh lên phía trên. Joao Cancelo là người có bóng nào. Pha xử lý tương đối bình tĩnh. Đây là Neymar, tốc độ của Neymar so với cầu thủ đội bạn là tốt hơn rất nhiều. Liệu rằng chúng ta sẽ có được bàn thắng ở tình huống này hay không? Đường truyền vào trong dành đến cho Guzman. Pha xử lý tương đối bình tĩnh của Guzman. Đây là một cơ hội dành đến cho Erling Haaland. Và vừa rồi thì Erling Haaland đã rơi vào tư thế việt vị. Achraf Hakimi là người có bóng nào. Một tình huống căng ngang vào bên trong. Và bóng trong quyền kiểm soát của đội bóng áo màu hồng. Người đang có bóng đó là Guzman. Một pha xử lý cho thấy một đẳng cấp cao đến từ vị trí của thủ thành Guzman. Đây là cú ra chân của Neymar. Và như vậy thì tỷ số đã được cân bằng 2-2 dành đến cho Cá Voi Gaming. Một pha chơi bóng đồng đội của Guzman đã giúp cho anh có được bàn thắng, có được pha kiến tạo. Ta đang có cơ hội để có được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Người đang có pha đi bóng đó là Kylian Mbappe. Một tình huống đi bóng rất tự tin. Đây là Trent Alexander-Arnold. Tình huống căng ngang của Arnold và bóng nằm gọn trong tay của Alisson. Bóng đang trong chân của các cầu thủ đội bạn. Đây là Kylian Mbappe, một cơ hội đối mặt. Pha dứt điểm tương đối thiếu chính xác của Erling Haaland. Vừa rồi là một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Haaland. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu thử thách làm tiền đạo của thủ thành Guzman đã kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại 2-2. Cảm ơn anh em đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming. Bye bye anh em nha.